còn quay nữa cả. Rồi. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay nhà mình sẽ ăn sáng món gỏi cá và tôm. Đây là một anh trong cùng phòng của mình đang làm món gỏi cá tôm thịt. Nhìn rất là ngon đúng không các bạn? Nhìn con tay rất điêu luyện. Đây là những cái miếng gỏi mà anh này đã làm xong rồi. Mình đã làm xong rồi. Sắp xong rồi, sắp được ăn rồi. Đây là salad. Salad mình sẽ quấn bên ngoài, bên trong thì có trứng, thịt luộc, tôm và khuôn đậu. Đơn giản mà thôi nhưng mà nhìn rất là ngon đấy. Này, đầu tiên mình cho bún vào. Cho một ít trứng. Cho ít tôm. Cho ít thịt. Rồi mình cuốn lại thôi. Nhìn rất là đơn giản. Ok, đây là xong một miếng. Các bạn nhìn qua một tí nha. Nhìn ngon không các bạn? Đây là nước chấm. Nước chấm này thì có cà rốt và ít tỏi. Chua chua ngọt ngọt. Vẫn còn làm thêm vài cái nữa. Sắp được ăn rồi, đau bụng quá. Đây là cà chua. Đây là cà chua để tráng miệng. Đây các bạn, đây là nước chấm đây các bạn. Ok, ăn thử một miếng nào. Wow, đau bụng quá. Mời các bạn nha. Ok, thế là xong bữa sáng rồi, rất đơn giản nha mọi người. Xin mời mọi người cùng ăn nha. Ok, thôi mình xin dừng video tại đây nha mọi người.